Tôi nghĩ là đây một trận đấu với đội bóng chúng tôi lên đây là chúng tôi cũng lường trước được là rất là khó khăn. Đấy. Tuy nhiên cái kiểm soát bóng của Hoàng Anh Gia Lai thì ai cũng biết rồi. Nhưng rõ ràng là những cái bàn thua của chúng tôi thì chúng tôi còn phải rút kinh nghiệm nhiều với các cầu thủ để làm sao làm tốt hơn cho những cái trận đấu tiếp theo. Đấy. Vẫn một cái mà chúng tôi vẫn chưa làm được đó là cái khâu dứt điểm. Một trận đấu quá nhiều cơ hội nhưng mà cái dứt điểm thì vẫn còn, chúng tôi vẫn còn nhiều việc phải làm ở cái vấn đề này. Thì đấy, đấy cái mà chúng tôi suốt cái đến vòng thứ tư rồi mà rõ ràng là cái cơ hội, cái hiệu suất đến giờ 4 trận mà đến bây giờ mới có được 3 bàn thắng thì rõ ràng là cái hiệu suất ghi bàn mà cái cơ hội đến với chúng tôi có rất là nhiều. Đấy mà rõ ràng là cái việc này thì đương nhiên là bóng đá không thể mình đòi hỏi hết một lúc được với một cái chất lượng cầu thủ ở một cái mức độ trung bình và trung bình kém. Như vậy thì với chúng tôi thì chúng tôi hy vọng là chúng tôi cùng với các cầu thủ làm sao là giữ được cái lửa và giữ được cái tinh thần để làm sao khắc phục những cái điểm yếu gì để làm tốt hơn những cái trận đấu tiếp theo. Và nói là trước cái trận đấu với Nam Định thì ban huấn luyện cũng lường trước được cũng rất là khó khăn. Thì trước tiên thì tôi xin thay mặt ban huấn luyện cảm ơn các học trò thi đấu một trận đấu là rất tốt. Thì tỷ số hài lòng nhưng mà tôi cũng có một vấn đề là cái hàng phòng ngự nó cũng hơi mất tập trung cho nên để thua những bàn ghi cũng đang có. Thì sau khi ghi cái bàn thắng thì cái cự ly đội hình nó không hợp lý mà rõ ràng là cái hàng phòng ngự trận đấu hôm nay có vấn đề, thì ban huấn luyện sẽ làm sao cải thiện được những cái trận đấu tới làm tốt hơn. Thì năm em tập trung đá cái trận tham gia cái đội tuyển quốc gia gặp Jordan. Thì về đây ban huấn luyện cũng sử dụng có ba vị trí, thì rõ ràng là ban huấn luyện cũng đang cân nhắc. Tại vì khi các em thi đấu trận Jordan thì cái di chuyển với lại cái chênh lệch của múi giờ thì nó ảnh hưởng phần nào đó, ảnh hưởng đến sức khỏe của các em đó. Mà năm em là nòng cốt nên ban huấn luyện cũng tính toán, tại vì trận đấu tới đây thì sau 5 ngày sẽ gặp Hà Nội FC, thì cho nên là ban huấn luyện cũng đã tính toán những cái phương án thay đổi những vị trí nó tốt hơn.